Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2019. Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở 173 đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hoàng Mai, Hải Phòng. Đáp lại muốn báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng, để cho anh em được biết anh em là đúng chân mẫu xe nào. Hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2014, phiên bản số sàn, máy 1.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 242 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn, chiếc này mang biển số 30A15263. Đây là chiếc Hyundai i10 nhập Ấn, phiên bản số sàn, máy 1.0, đấy, sơn xi màu vàng, hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau anh em nhé. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 4 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm dài miên man luôn. Đấy, đây là chiếc đầu tiên, là chiếc Hyundai i10. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010, phiên bản số sàn, máy 1.6. Chiếc này mang biển số 314A34661. Đấy, chiếc Chevrolet Cruze phiên bản số sàn. Chiếc này không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Tư nhân chính chủ, 4 bánh đa năng đúc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. 288 cho đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Cruze thương hiệu của Mỹ. Đấy, nội thất thì ghế da được trang bị màu đen, sơn xi khá ok anh em nhé. Tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Đấy, đây là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Lacetti nhập khẩu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Lacetti phiên bản số sàn, máy 1.6. Chiếc này mang biển số 30A11372. Đây là chiếc Daihatsu Lacetti phiên bản số sàn nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Lacetti phiên bản số sàn, sơn xi khá ok, mang biển số Hà Nội. Đây này, chiếc Daihatsu Lacetti. Và em lại đến một chiếc Chevrolet Orlando sản xuất 2017, phiên bản số tự động. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 545 triệu đồng. 545 triệu đồng, anh em đã sở hữu chiếc xe lướt. Chiếc này mang biển số 43 41964. Chiếc Orlando sản xuất 2017, phiên bản số tự động, bản đổ, bản full anh em nhé, bản full cửa lóc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 545 triệu đồng. 545 triệu đồng, anh em đã sở hữu xe Orlando được đăng ký là 7 chỗ ngồi. Và chiếc tiếp theo là chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005, chiếc này chiếc Mitsubishi Jolly bản đủ, đèn cột, lốp treo turbo Matrix, mang biển số 14A35135. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 159 triệu đồng. Vâng, 159 triệu đồng, anh em đã sở hữu chiếc xe Mitsubishi Jolly phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đủ anh em nhé. Đây là phần nội thất của xe này, Mitsubishi Jolly sản xuất 2005. Đấy, sơn xi khá là ok. Đấy, nội thất thì rất tươi, bô lăng 4 chấu, phiên bản số sàn, máy 2.0, bản đồ. Và em lại tiến đến một chiếc Daihatsu Gentra sản xuất 2008. Đây, chiếc Daihatsu Gentra sản xuất 2008 mang biển số 15A48268. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. 165 triệu đồng, anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Gentra.
sơn xi màu bạc, bốn bánh narang đúc, tư nhân chính chủ, không taxi, không tiền đâu. Đây là chiếc Daihatsu sản xuất 2008. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của em ở 173 đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Đấy, đây là chiếc Daihatsu sản xuất 2008, 165 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Forte sản xuất 2009, phiên bản số tự động, bản full clutch. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 362 triệu đồng. 362 triệu đồng. Alo. Vâng. Chiếc Kia Forte sản xuất 2009 bản khung cửa lóc, hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 362 triệu đồng. 362 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Forte phiên bản số tự động máy 1.6 đấy, nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Sơn xi thì khá là ok. Đấy, chiếc Kia Forte tích hợp xi nhan trên gương, sản xuất 2009. Đây là chiếc Daihatsu Genza sản xuất 2008. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2010. Đây, chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 mang biển số 15A25513. Đây, chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 phiên bản số sàn máy 1.5. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, 4 bánh narang đúc, bản Nimo lân kịch anh em nhé. 100 cây chiếc này tầm độ 6 lít xăng, mang biển số 15A25513. Đấy, đây chiếc Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, bản Nimo lân kịch, 240 triệu đồng. 240 triệu đồng anh em nhé. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản phiên bản số sàn. Đấy, sơn xi khá là ok. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2005, đăng ký 2006, phiên bản số sàn, mang biển số 29A53204. Chiếc Toyota Vios sản xuất 2005, đăng ký 2006, phiên bản G anh em nhé. Bản đủ, 4 bánh narang đúc, phanh ABS 4 bánh. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Vâng, 185 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios bản G, bản đủ anh em nhé, phiên bản số sàn máy 1.5. Đây này, chiếc Toyota Vios. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 phiên bản số sàn nhập Ấn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn. Chiếc này em đã đúc hồ sơ về tên em nhé. Anh em là đúng chân mẫu xe này, sang tên chỉ trong một nốt nhạc thôi. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 250 triệu đồng. Vâng, đây là phần nội thất của xe, nội thất ghế lỉ nguyên bản theo xe. Đây là phần trần lỉ anh em này, trần lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, đây, chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 Nhật Ấn phiên bản số sàn máy 1.0. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 250 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập Ấn, 4 bánh narang đúc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Genza sản xuất 2009 phiên bản số sàn, mang biển số 88A16263. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng. 175 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Genza phiên bản số sàn máy 1.5. Đấy. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất là khá là sạch sẽ anh em nhé. 175 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Genza. Daihatsu Genza sản xuất 2009 phiên bản số sàn, trần lỉ nguyên bản theo xe, nội thất thì rất tươi. 175 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Genza. Sơn xi thì màu đen anh em nhé. Vâng,
Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009, Toyota Vios sản xuất 2009 mang biển số 17A05175. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản phiên bản số sàn. Đấy, ghế da được trang bị màu đen. Đây, phần vô lăng này, quả số này, phanh tay này, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Chỉ có 235 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản bản Nimo lơn kịch, tích hợp xi nhan trên gương, mang biển số 17A, biển số Thái Bình anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008 phiên bản số sàn nhập khẩu, chiếc này mang biển số 98A. Đấy, sơn xi của chiếc xe màu bạc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz mang biển số 98A09859, Hyundai Getz bản đủ anh em nhé, phiên bản số sàn máy 1.1. Vâng, đây là phần nội thất của xe, ghế da được trang bị màu đỏ đen. Đây là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy 1.1. Còn đây là phần táp lô này. Đấy, nội thất thì khá là ok anh em nhé. Đây là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008. Và chiếc tiếp theo là chiếc Triton sản xuất 2009. Đây, chiếc Triton bán tải sản xuất 2009. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 220 triệu đồng. 220 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe bán tải Triton. Đấy, sơn xi khá là ok anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009. Đây, chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009 bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Spark thương hiệu của Mỹ, máy 0.8 phiên bản số sàn, ghế da được trang bị màu đỏ đen. Đây, đây là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009 anh em nhé, mang biển số Thanh Hóa. Chevrolet Spark sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 0.8, mang biển số 36A10199. 99 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe tránh mưa tránh nắng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2009 form mới phiên bản số sàn máy 2.4. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng. 292 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất 2009 anh em nhé. Sơn xi màu vàng cát. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai i10, Hyundai i10 sản xuất 2015 phiên bản số sàn máy 1.0. Đấy, nhập khẩu. Đấy, nhập ấn anh em nhé. Đấy, đây chiếc Hyundai i10 nhập ấn, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập ấn phiên bản số sàn máy 1.0. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên. Anh em nào đục chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Ghế lễ nguyên bản theo xe. Đấy, đây là chiếc Hyundai i10 nhập ấn. Ghế lễ nguyên bản theo xe anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005 phiên bản số sàn bản limo lớp kịch. Chiếc Toyota Vios sản xuất 2005. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. Chiếc này mang biển số 37A0095. 158 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản phiên bản số sàn máy 1.5. Đấy, sơn xi của chiếc xe khá là ok. Và em này tiến đến một chiếc Kia Carens sản xuất 2012 phiên bản
số sàn máy 2.0 bản đủ. Chiếc này mang biển số 90A06898. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 288 cho đồng. Anh em đang sở hữu chiếc xe Kia Carnet sản xuất 2012, phiên bản số sàn bản đủ anh em nhé, máy 2.0, ghế da được trang bị màu đen, trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc lớp ni lông. Đấy, đây chiếc Kia Carnet sản xuất 2012, phiên bản số sàn máy 2.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. 288 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Carnet phiên bản số sàn máy 2.0. Đăng kiểm của nó có đến tháng 2 năm 2020 này. Đăng kiểm dài miên man luôn. Chiếc này được đăng ký là 7 chỗ ngồi. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 1.5. Chiếc này mang biển số 98A18875. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, bản Nimo lưng kịch, phiên bản số sàn anh em nhé. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009, bản Nimo lưng kịch 4 bánh đa năng đúc, tích hợp xi nhan trên gương. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009, phiên bản số sàn. Vâng, đây là phần ghế nội thất của xe. Ghế da được trang bị màu đen. Đấy, anh em xem cảm nhận anh em là đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ cho em. Và em lại đến một chiếc Kia Morning sản xuất 2013. Đấy, chiếc Kia Morning sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 1.25. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên anh em nhé. Bên em đang chào bán với giá là 212 triệu đồng. Xin lỗi anh em, 212 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe 212 triệu đồng anh em nhé. Đấy, ghế da được trang bị màu đỏ đen, phiên bản số sàn, trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, đây chiếc Kia Morning sản xuất 2013, phiên bản số sàn. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên anh em nhé. 212 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh. Đấy, sơn xi thì màu trắng. Và em lại tiến đến một chiếc Toyota Vios sản xuất 2011, phiên bản số sàn, bản Nimo lưng kịch. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2011, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng. 260 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2011, phiên bản số sàn, máy 1.5. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Ghế da được trang bị màu đen. Đấy, 260 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2011. Đấy, bản Nimo lưng kịch anh em nhé. Trước này em đã rút hồ sơ về tên rồi. Anh em là đúng chân mẫu xe này, sang tên chỉ trong một nốt nhạc thôi. Sơn xì khá ok. Và em lại tiến đến một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010, mang biển số 29A01524. Đây, chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010, phiên bản số sàn, máy 1.6. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng. 288 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản số sàn, máy 1.6. Đấy, sơn xi thì màu vàng cát. Đấy, xe rất cứng xe anh em nhé. 288 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Cruze. Và tiếp đến là một chiếc Honda Civic sản xuất 2008, không taxi, không dịch vụ, phiên bản số sàn, máy 1.8. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 286 triệu đồng. 286 triệu đồng anh em nhé. Anh em đã sở hữu chiếc xe Honda Civic 4 bánh đa năng đúc, dàn đôn đốc của nó còn đạt đến 90% anh em này. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đấy, trước này em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Đấy, anh em xem mà cảm nhận, anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị. Sơn xi khá ok. Đấy, Honda Civic, đây là chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze. Và em lại tiến đến một chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2007,
phiên bản số sàn máy 2.4. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Captiva sản xuất 2007, phiên bản số sàn, ghế da nguyên bản theo xe anh em nhé. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Máy 2.4, vô lăng 4 chấu. Đấy, đây trước Chevrolet Captiva sản xuất 2007, sơn xi màu bạc khá là ok anh em nhé. Rất sáng bóng sạch sẽ, mang biển số 18A01367. Đây là chiếc Chevrolet Captiva. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.0, mang biển số 15A33792. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh. Đấy, đăng kiểm của nó còn đến tháng 5 năm 2020. Đấy, chiếc Kia Morning sản xuất 2009, phiên bản số tự động anh em, 245 triệu đồng. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở km 11 cống Trắng Quan Toan, Hải Phòng, là cơ sở 1 của em. Đây là cơ sở 2 của em ở 173 đường Hải Triều, phường Quan Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Em vừa báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng để cho anh em được biết. Anh em nào đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.